Công nghệ in 3D đã thay đổi hoàn toàn cách thức sản xuất sản phẩm truyền thống bằng cách sử dụng các quy trình sản xuất như rèn, đúc, gia công, cắt gọt. Công nghệ in 3D đưa ra cách tiếp cận mới. Theo đó, các lớp vật liệu mỏng được đắp chồng lên nhau và được định dạng dưới sự kiểm soát của máy tính để tạo thành một vật thể 3 chiều hoàn chỉnh. Cách tiếp cận mới này phù hợp với nhiều loại vật liệu như nhựa dẻo, kim loại, phi kim, tế bào sống, vật liệu hữu cơ, nên có tiềm năng ứng dụng công nghệ in 3D rất lớn trong nhiều ngành công nghiệp. Sự phát triển của công nghệ in 3D đã đem đến nhiều trải nghiệm mới cho sản xuất và đời sống. Và việc ứng dụng công nghệ in 3D sẽ là xu hướng phát triển mới của khoa học kỹ thuật trong tương lai. Đang in, xin hãy đứng sang một bên. Đang lắp đặt hệ thống định vị. Đang cấp điện cho tủ điện. Đang cài đặt trí tuệ nhân tạo. Phương tiện của bạn đã sẵn sàng. Trong 100 năm, chúng ta đã sản xuất các phương tiện theo cùng cách, đó là sử dụng dây chuyền lắp ráp. Và nó rất hiệu quả. Một nhà máy lớn hiện đại có thể xuất xưởng hàng nghìn xe mỗi ngày. Nhưng cách thức sản xuất này không linh hoạt lắm khi phải thay đổi thiết kế thường xuyên. Tại Knoxville, Tennessee, một công ty có tên Locomotor đang thực hiện một cách tiếp cận khác. Liệu họ đã khám phá ra cách thức nào để tạo ra ô tô trong tương lai? Đó là lý do tôi đến đây để tìm hiểu. Vậy đây có phải là máy in 3D lớn nhất trên thế giới không? Theo những gì tôi biết thì có. Tính đến thời điểm này, đây là máy sản xuất phụ tùng quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Ông có thể giải thích làm thế nào để thực sự tạo ra sản phẩm với chiếc máy này? Vâng, chắc chắn. Những gì chúng tôi làm là đưa nó vào một chương trình. Đó là những hướng dẫn cho máy biết phải làm gì và đi đâu. Và dựa trên mô hình đó, chúng tôi cung cấp vật liệu và các thiết kế theo từng lớp để bắt đầu tạo nên hình dạng sản phẩm. Locomotor in khung xe của mình, từ vật liệu composite cũng tương đương với thân xe bằng kim loại truyền thống sau khi nguội. Và sau đó, nếu bạn thực sự muốn nó thật chính xác, thì bạn có thể quay lại và bạn có thể gia công nó. Bạn có thể loại bỏ các vật liệu thừa và tạo nên các cạnh chính xác, các đường viền và hình dạng cứng đó. Mất khoảng bao lâu để thực hiện việc đó? Để chế tạo một khung xe mất khoảng 9 giờ. Sau khi lắp ráp thêm một số phụ tùng không in 3D như bánh xe và đèn pha, kết quả là một trong những chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện có kiểu dáng đẹp của công ty được tạo nên. Công ty nhận được các thiết kế xe của mình thông qua một loạt quy trình nguồn cung ứng cộng đồng. Trong đó, các kỹ sư từ khắp nơi trên thế giới gửi thiết kế đến cuộc thi để giành giải thưởng tiền mặt và tiền bản quyền của chiếc xe hoàn thiện. Vì vậy, nếu tôi có một thiết kế mà tôi muốn mang đến và nhờ các bạn in, thì thiết kế đó cần phải chi tiết đến mức nào? Bạn chỉ cần mô hình máy tính hỗ trợ thiết kế cơ bản và chúng tôi có thể làm việc từ đó. Chúng tôi có thể sử dụng chiếc máy này và chúng tôi có thể thay đổi những gì nó tạo ra rất dễ dàng bởi vì điều đó chỉ được thực hiện trong một file máy tính. Khi tôi nghe đến máy in 3D, tôi thường nghĩ về các máy để bàn kiểu MakerBot từng thịnh hành vào đầu những năm 2010, khi dường như mọi người sẽ có máy in 3D trong nhà trong vòng vài năm tới. Tuy nhiên, trên thực tế, những tiến bộ lớn trong việc áp dụng in 3D đã và đang diễn ra ở hậu trường, được sử dụng cho các ứng dụng khác nhau, từ xây nhà ở các nước đang phát triển đến in mô hình người sống. Nó đã biến thành một ngành công nghiệp trị giá 10 tỷ đô la, dự kiến sẽ tăng hơn gấp 3 lần vào năm 2024. Nhưng vào năm 2014, khi giám đốc điều hành của Locomotor, Jay Joker, lần đầu tiên bắt đầu thử in 3D toàn bộ ô tô, mọi thứ hơi khác một chút. In 3D từng được sử dụng để sản xuất các bộ phận xe hơi riêng lẻ, nhưng in toàn bộ thân xe hoàn toàn là một vấn đề khác. Có nhiều người phản đối hơn nhiều so với những người ủng hộ. Nhiều người đã nói rằng không thể làm được hoặc không nên làm điều đó. Không ai đã từng làm điều đó, theo hiểu biết của tôi. Không có gì đã từng được thực hiện ở quy mô đó. Vì vậy, người ta ít nói về thực tế rằng nó là một chiếc ô tô, mà nhiều hơn về thực tế là nó lớn hơn và được in 3D. Mà nhiều hơn về thực tế là nó lớn hơn và được in 3D.
Đối mặt với một thách thức kỹ thuật khó khăn, Locomoto đã liên hệ với Phòng Thí nghiệm Quốc gia UARIT, một cơ sở của chính phủ có trụ sở tại Crocville, công cụ tạo ra quả bom nguyên tử đầu tiên. Họ đang phát triển máy in 3D khổng lồ và họ đồng ý giúp Locomoto tạo ra chiếc ô tô in 3D đầu tiên, trực tiếp tại một triển lãm thương mại quốc tế trước toàn bộ công chúng. Chúng tôi đã nói, hãy in 3D chiếc xe đầu tiên trên thế giới, lắp ráp nó và lấy nó ra khỏi sàn triển lãm ngay tại đó. Đó là mục tiêu. Tình hình rất đáng lo ngại vì chúng tôi đã đến gần thời điểm triển lãm, nhưng chúng tôi vẫn thất bại trong một số bản in. Và vì vậy, chúng tôi rất lo lắng rằng chúng tôi sẽ đến chương trình và thất bại. Nó diễn ra như thế nào? Nó đã thành công. Và đây là kết quả. Chiếc xe Stratty. Nhân tiện, anh cảm thấy chiếc xe như thế nào? Tôi thích điều này. Nó khá đơn giản, phải không? Nó chân tru. Ý tôi là, nó ở đâu đó giữa một chiếc xe golf và giống như một chiếc xe chạy trên đường cát. Bạn đang ở quá thấp so với mặt đất, nên bạn chỉ cảm thấy rất ổn định. Vâng, chúng tôi có những hạn chế. Vì vậy, giống như thanh chống lật của chúng tôi ở đây, thì bạn sẽ lưu ý rằng nó ngắn hơn đầu của tôi một chút, bởi vì máy in vào thời điểm đó không có khả năng nâng cao hơn. Tốc độ cao nhất của mẫu xe này là bao nhiêu? Tôi nghĩ rằng mẫu xe này có tốc độ 25 dặm một giờ. Tôi không biết bạn muốn nói gì. Anh có cảm giác như chúng ta đang đạt tốc độ đó không? Cảm giác như chúng ta có thể đạt khoảng 25 dặm một giờ. Vâng, tôi cảm thấy đúng như vậy. Có thể khi đi xuống dốc đạt 30 dặm một giờ. Mẫu xe Stratty đã chứng minh rằng một chiếc ô tô in 3D là hoàn toàn có thể. Nhưng với tư cách là một chiếc ô tô, không có nhiều cơ hội cho nó và nó chưa bao giờ thực sự được thương mại hóa. Chiếc xe in 3D đầu tiên của công ty Oli thú vị hơn một chút. Oli là một chiếc xe chạy điện được kết nối tự lái in 3D. Nó giống một chiếc hộp nhỏ dễ thương. Trong tiếng Nhật, nó sẽ được gọi là Haka và nó có nhiệm vụ đưa mọi người đến những nơi xung quanh khuôn viên một cách dễ dàng. Một số chiếc xe Oli đã xuất hiện trên thế giới, như ở đây tại cả quốc gia, ngay bên ngoài Washington DC. Chúng có thể chạy hoàn toàn tự động trên một tuyến đường cố định, mặc dù vẫn có lái xe đi cùng, để tiếp quản khi trí tuệ nhân tạo không thể tìm ra chính xác những gì cần làm. Và hiện tại, chúng ta có đang ở chế độ tự lái không? Vâng, chúng ta đang ở chế độ tự lái. Ngay bây giờ, chúng ta đang ở trong một môi trường có hàng rào địa lý, tuyến đường cố định. Trong tương lai, chúng tôi có thể thực hiện định tuyến động. Khi đó, mọi người thực sự có thể gọi xe Olin, tương tự như Uber hoặc Lyft. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó bước vào giữa lối đi dành cho người qua đường hoặc điều gì đó tương tự? Nếu phương tiện nhận thấy người đi bộ hoặc người đi xe đạp đang bước vào, xe sẽ dừng lại. Vì vậy, ví dụ ngay bây giờ, nó vừa nhìn thấy chiếc xe đó và nó đã nhường đường cho nó. Nó hiểu những vật cản đang có là gì và làm thế nào để tránh chúng. Thật đáng kinh ngạc khi cảm giác đó giống như hoàn toàn tự nhiên, giống như tôi thậm chí không còn nghĩ về nó nữa. Tôi chưa kiểm tra tài xế, xem anh ấy có tỉnh táo không, bởi vì nó không quan trọng. Ông có thích lái xe không? Ý tôi là, ông có tiếc nếu tất cả các phương tiện đều tự lái không? Tôi nghĩ rằng có một số người sẽ luôn muốn lái xe. Và sau đó, tất cả chúng ta sẽ di chuyển trong các phương tiện sử dụng một giải pháp di động được kết nối, tự động và chia sẻ. Nhưng tôi nghĩ trong tương lai, bạn sẽ có những phương tiện được phép lái trên một số đường dành cho những người được cấp phép và đào tạo đặc biệt. Cho dù bạn nghĩ rằng tương lai nghe có vẻ tuyệt vời hay đáng sợ, thì đó có thể là xu hướng chung mà mọi thứ đang hướng tới. Câu hỏi phức tạp hơn là in 3D đóng vai trò gì trong tương lai đó? Đối với Locomoto, lợi thế chính là nó giúp cho việc phát triển và lắp ráp xe nhanh hơn nhiều so với trước đây. Sản xuất truyền thống mất từ 5 đến 7 năm, kể từ khi quyết định chế tạo một chiếc xe cho đến khi có sản phẩm đầu tiên ra mắt. Chúng tôi chỉ mất tổng cộng 12 tháng cho một sản phẩm có thể bán được. Vì vậy, ở mức tối thiểu, chúng tôi nhanh hơn 5 lần. Tốc độ gia tăng đó có nghĩa là Locomoto có thể cập nhật hoặc tùy chỉnh các phương tiện của mình dễ dàng hơn nhiều so với một nhà sản xuất ô tô truyền thống. Trên thực tế, họ đã có rất nhiều ý tưởng cho các thiết kế tương lai cho Oli. Một số trong số đó khá không chính thống, như cửa hàng tạp hóa di động, phòng hội nghị di động, bưu điện và thậm chí là studio âm thanh di động. Và Locomoto không phải là công ty ô tô duy nhất sử dụng in 3D. Nó đã được áp dụng bởi các nhà sản xuất ô tô lớn hơn như Ford và BMW. Tại đó, nó được sử dụng để tạo mẫu các bộ phận mới và thậm chí tạo ra các bộ phận đang ngừng sản xuất
cho những chiếc xe cổ. Nó cũng đặc biệt hữu ích trong ngành hàng không, nơi các công ty như GE và Honeywell đang sử dụng các bộ phận in 3D để giảm trọng lượng của động cơ máy bay. Nhưng trước khi bạn quá phấn khích, in 3D không có khả năng sớm thay thế các nhà máy truyền thống. Vẫn còn một nhược điểm lớn, quy mô. Những gì công nghệ này không làm được là chế tạo mọi thứ rất nhanh chóng. Vì vậy, nếu tôi muốn có 100.000 sản phẩm gì đó, đây có lẽ không phải là quy trình của tôi. Bạn biết đấy, bạn có thể muốn mở rộng quy mô và làm điều gì đó khác. Cần có thêm thời gian cần thiết để lắp ráp phần còn lại của chiếc xe. Và bạn chỉ nhìn thấy khoảng một chiếc xe Oli mỗi ngày xuất xưởng từ nhà máy này. Công ty có kế hoạch thúc đẩy sản xuất bằng cách xây dựng thêm hàng chục cái gọi là nhà máy quy mô nhỏ này trên khắp thế giới. Nhưng hiện tại, họ chỉ có nhà máy này ở Knoxville. Tuy nhiên, có một sức mạnh không thể phủ nhận trong khả năng tạo ra về cơ bản bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng. Trên thực tế, tôi đã bắt đầu thiết kế chiếc xe tưởng tượng của mình. Vì vậy, Locomoto, khi bạn đã sẵn sàng chế tạo một chiếc ô tô bay với phản lực ở phía sau, và giả sử có một máy pha cà phê espresso, hãy gọi cho tôi sẽ đợi. Theo các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London, Anh, trong tương lai, máy bay không người lái, robot, có thể được ứng dụng trong ngành xây dựng để in 3D, các cấu trúc mới. Giáo sư Mikko Kovac, giám đốc công ty robot trên không thuộc phòng thí nghiệm tại Đại học Hoàng gia London, cho biết, nghiên cứu này sao chép về nguyên tắc và sau đó tạo nên các robot mô phỏng hoạt động của thế giới tự nhiên theo cách có thể mở rộng quy mô. Công nghệ này có thể được sử dụng ở những vị trí khó tiếp cận hoặc nguy hiểm như các tòa nhà cao tầng, hoặc có thể giúp xây dựng các công trình cứu trợ sau thảm họa. Máy bay không người lái hoạt động tự động theo nhóm để in 3D một tòa nhà, phun một lớp xi măng nhẹ và sau đó thực hiện quét kiểm soát chất lượng để liên tục điều chỉnh lớp tiếp theo nhằm đảm bảo cấu trúc có độ chính xác chế tạo là 5mm. Điều này mang lại những cơ hội quan trọng cho lĩnh vực xây dựng. Mặc dù tôi không nói rằng nó có thể thay thế toàn bộ ngành xây dựng, nhưng ngay cả khi nó chạm tới 5% ngành xây dựng với lĩnh vực này, thì đó đã là đóng góp lớn và có thể giảm tiêu thụ CO2, tăng cường an toàn, giảm nhu cầu hậu cần. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết công nghệ này có thể giúp giảm chi phí và rủi ro trong ngành xây dựng trong tương lai so với các phương pháp thủ công truyền thống. Công ty thịt in 3D Redefine Meat của Israel mới đây đã giới thiệu một máy in thịt quy mô lớn mới, được gọi là Angus. Loại máy này có thể sản xuất các loại thịt khác nhau từ các nguyên liệu có nguồn gốc thực vật. Công ty cho biết chiếc máy này được thiết kế để sử dụng cho mục đích thương mại và có khả năng sản xuất vài tấn thịt mỗi ngày. Giao diện màn hình cảm ứng cho phép lựa chọn miếng bít tết từ thư viện, các lát cắt khác nhau với độ mềm, vân cẩm thạch và lượng mỡ mong muốn. Tổng cộng công ty có 8 máy Angus, 2 ở Israel và 6 ở Hà Lan, nơi nhà máy của họ sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn vào tháng 12. Ngoài bít tết, công ty còn sản xuất các sản phẩm thịt truyền thống khác nhau bằng cách kết hợp các công nghệ quan trọng tạo ra cơ, mỡ và máu bằng cách sử dụng các thành phần có nguồn gốc thực vật như đậu nành và protein đậu, đậu gà, củ rèn, men dinh dưỡng và chất béo dược. Công ty cũng cho biết họ đã hợp tác với nhà nhập khẩu thịt cao cấp Zizorimis để thúc đẩy việc phân phối bít tết Newmis ở châu Âu và các loại thịt được sản xuất trên máy in 3D của mình. Công ty khởi nghiệp này đã huy động được $170 triệu vốn vào đầu năm nay. Ngày nay, chúng tôi sản xuất nhiều loại sản phẩm, không chỉ là bít tết, mà có nhiều hơn là chỉ một chiếc máy in. Chúng tôi có nhà máy ở Israel và nhà máy ở Hà Lan, đã sản xuất hơn vài tấn mỗi ngày. Và trong năm nay, chúng tôi đang tăng cường công suất của mình để đạt tổng sản lượng hơn 15 tấn một ngày. Tại phòng thí nghiệm của công ty, các nhà khoa học nghiên cứu các đặc điểm của thịt động vật như kết cấu, hương vị và độ mềm để bắt chước trải nghiệm ăn thịt. Ông Ben Sichit cho biết, Redefine Meat với công nghệ in 3D của mình đang tung ra món bít tết được đầu bếp ở các nhà hàng đắt tiền sử dụng đã chứng tỏ được chất lượng cao. Sản phẩm Newmis của công ty hiện đang có mặt tại gần 1.000 nhà hàng ở Israel, Anh, Hà Lan và Đức với giá khoảng $40 một kg.